chị qua là chị phải quay cái ngón tay để biết được số rồi. Nhà na phân hâm mộ hơi nhiều. Bé đi đi lần đầu đó cậu. Thầy thì bé đó rồi. Thế là chị đâu rồi? Chưa gì hết mà. Mấy cục mà để mụn mà đen thui luôn chứ sao. Chị nói hằng nói gì á? Nó kêu là lần thôi không đắp mặt. Cô đó sống mụn cũng to. Bà mẹ bà làm ghê quá. Cho ăn thịt như đâu trời. Ngờ bà hỏi mấy năm thèm trả lời. Được rồi đây. Còn sao đi tiếp nha. Mấy muỗng to dữ sao. Chắc gấp bấu gấp nam cục đây này.
tầm khoảng 10 phút thôi chị. 10 phút. Dạ, anh có một câu cho khách. Dạ. Cô bắt tay, anh thở chị không làm gì chứ. À dạ dạ, đời sĩ bé lắm xuống trường đấy chị. Khách đã trên lầu xong rồi còn đứa trên. Con bé đang nhìn đỏ đúng không? Phải dẫn trụ thôi. Đang